Ở dưới quê gì chứ có bao giờ đi cái xe như vậy đâu. Lâu lâu đi đã ghê á tí. Ừ. Thấy mày ha. Cái gì Mai hả? Nhớ quá hả? Nhớ quá thì kêu xe quạch về Sài Gòn đi ha. Không phải. Tại hôm nay á là tuần cuối tháng. Bình thường là cuối tháng là bà Mai bà hay ký lương đó. Cho nên bị liệu. Làm gì dữ vậy, xin lỗi. Bị liệu. Sao bà nhiều chuyện quá vậy? Ông chịu gọi cho mấy vụ vườn mà tiếng tôi giới thiệu chưa? Xong hết rồi. Ừ. Đợt này nghe nhờ bác Bốn á, bác Bốn đứng ra giới thiệu đó. Chứ tôi nói hen, ở trên Sài Gòn, lục hết cái Sài Gòn luôn, không biết sao kiếm ra 5 tấn chuối nữa. Đúng rồi, không biết sao kiếm được 5 tấn chuối trên Sài Gòn, không biết nữa. Bây giờ mình sẽ đi từng nơi luôn. Xong rồi á, mình sẽ ghi lại từng cái chi tiết, những cái ưu điểm và cái khuyết điểm của từng cái vườn chuối. Ờ. Cuối cùng tổng kết lại chỗ nào mà tốt nhất á, là mình sẽ quay lại cái chỗ đó. Ê, cái thấy con bạn con trong này ghê không? Láng xả gì công việc dễ sợ không? Chứ làm sao? Trời ơi! Quyết tâm là sẽ làm được hết. Chứ không thôi á, để người ta nói này nói nọ nữa. Chị, bà nói Mai hả? Khổ quá, Mai chẳng qua là lo cho tôi chứ bà. Cho nên Mai mới nghĩ vậy thôi. Bà bớt đi. Ủa, làm gì bên cặp cặp vậy hả? Nè, tôi với nó, ai là bạn thân của ông hả? Ai là bạn thân của ông? Hả? Bà với Mai ai cũng là bạn của tôi hết trơn á. Mớt so sánh đi trời. Gọi điện cho chủ vườn đi, báo ông ta là mình sắp qua nè. Alo. Rồi rồi, bây giờ tụi em đang qua nha. Dạ dạ dạ. Rồi rồi rồi, lát gặp lại. Dạ dạ. Xong rồi đó. Ờ. Gì vậy bác Bố? Vô. Sao vậy bác Bố? Ê, gì vậy? Dừng lại đi, dừng. Đợi tôi xíu. Ê, đi đâu vậy? Mày rơi xuống đây. Xuống xuống. Tí, gì vậy tí? Mày nhìn coi kìa. 1, 2, 3, vô. Mày coi đi. Gì vậy? Vừa này ngồi ăn nhậu bê tha, mày coi coi được không? Ơi, tí ơi, tí lo cái gì? Cái giường tường này bây giờ là cái giường tường của người ta, chứ đâu phải của tí nữa đâu mà tí lo. Con thấy vậy mà hay nghe tí. Kệ, tụi nó không biết làm, cho nó sập cái giường luôn. Đập mày cái chết bây giờ. Dạ, làm sao? Cái vườn chuối này là công sức của tía với má, thấy không? Đã đổ ra để mà gầy dựng nó lên. Gầy dựng lên nó để làm gì? Là để tạo công ăn việc làm cho bà con hàng xóm ở đây. Rồi mình cũng có cái thu nhập vậy, thấy không? Có cái lợi nhuận. Nói cái kiểu như mày sao được? Con biết rồi, con sai. Con cố gắng đi làm lụng, con kiếm tiền. Hy vọng có duyên chuộc lại cái vườn này cho tía, được chưa? Nè, làm vườn á, không phải là làm cho có cái việc làm. Mình làm phải để cái tâm mình vô nữa, không? Mình phải yêu thương, rồi hả, phải nâng niu cái trái cây hoặc là cái cây đó, phải sống với nó, có tình thương với nó. Như vậy nó mới cho mình mùa màng bội thu, hiểu không? Dạ. Mình mới có điều kiện để mình tạo công ăn việc làm cho mọi người nữa chứ. Dạ. Chứ không phải là mình làm cho có cái việc làm đâu. Đúng. Dạ. Bác Bốn nói đúng đó. Ừ. Yên tâm đi, con với ông Vĩnh sẽ ráng cố gắng làm kiếm tiền để chuột lại cái vườn chuối này cho bác Bốn. Ừ? Nhiều chuyện à? Ông mới nhiều chuyện. Biết cái gì? Đi ra, đi. Nè, đi ra đi. Đừng có xô coi. No. Không ngờ có một ngày mình phải trở về trên chính trang trại của mình với bộ dạng khác. Con Mai nó nói đúng. Mình phải về để dạy thằng Vĩnh kinh nghiệm mua chuối sạch. Mà không ngờ về đây lại thấy cảnh vừa rồi. Thôi chắc phải sớm quay về để đôn đốc lại.
Chứ bỏ phế kiểu này không khéo như là thằng Vĩnh thì hư bột hư đường hết. Có hẹn với yêu thương phát sóng 20 giờ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.